cảnh tượng thương tâm của hai vợ chồng ở Hòa Bình lúc giữa trưa. Cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân hai vợ chồng tử vong bất thường xảy ra tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Thông tin từ công an huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, khoảng 12 giờ 50 phút ngày 4 tháng 9, công an xã Tân Phèo nhận được tin báo của quần chúng phát hiện hai thi thể, một nam, một nữ, tại đường sản xuất đồi Kèo Kìa, xóm Phôn, xã Tân Minh. Cơ quan chức năng đã kiểm tra, ban đầu xác định tử thi nam là anh LVK, sinh năm 1989, tử thi nữ là chị XTL, sinh năm 1991. Hai người là vợ chồng, cùng trú tại xóm Phồn, xã Tân Phèo, huyện Đà Bắc. Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập các mẫu vật tại hiện trường và lời khai những người liên quan. Đối với nạn nhân XTL, nguyên nhân ban đầu được xác định do tác động ngoại lực của vật tày lên vùng đỉnh đầu làm nứt vỡ hộp sọ dẫn đến tử vong. Còn nạn nhân LVK nghi do ngộ độc lá ngón dẫn đến tử vong. Sau khi khám nghiệm đã tiến hành bàn giao tử thi cho gia đình an táng theo phong tục. Xác định vụ việc có dấu hiệu của tội phạm hình sự, cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện Đà Bắc và viện kiểm sát nhân dân huyện Đà Bắc đã báo cáo cấp trên và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi, bình luận và đăng ký kênh Tin Nóng Mỗi Ngày để cập nhật thêm nhiều tin tức mới nhất.